Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang nhưng không đến viếng Lê Khả Phiêu. Cho chúng ta thấy được là tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng tệ đến mức độ như thế nào. Trong ngày đầu tiên của lễ quốc tang dành cho Cố Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu vào sáng ngày 14 tháng 8, Mọi sự chú ý công luận đổ dồn vào việc ông Nguyễn Phú Trọng, người chiếm hai ghế tứ trụ quyền lực nhất lãnh đạo cho bù Cộng sản Việt Nam, không xuất hiện. Và không ngoài dự đoán thì ông Trọng, người được báo đảng loan báo là trưởng ban lễ tang lại tiếp tục vắng mặt. Chỉ có hai lãnh đạo khác là Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Cá Vàng Nguyễn Thị Kim Ngân hiện diện đeo khẩu trang màu đen. Theo báo dinh ngày 14 tháng 8 tường thuật thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang và có những thành phần khác 39 người và ông Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa đến viếng. Việc ông Trọng không đến viếng Lê Cà Phiêu làm giấy lên những bàn tán trên mạng xã hội xin được trích dẫn. Facebooker Hoàng Dũng viết trên trang cá nhân rằng ông Trọng là trưởng ban lễ tang nhưng không có mặt tại đám tang hệt như đám tang của Lê Đức Anh thầy ông là Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng hai đoàn đảng và chính phủ. Tín hiệu này cho thấy Phúc vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua tam mã Phúc trọng Trần Quốc Vượng. Trọng mà đòi ở lại thì e không đủ sức khỏe, trọng về vượng lên thì Phúc không đồng ý. Trước đó hồi tháng 8 Xin lỗi các bạn, trước đó hồi tháng 5 năm 2019, ông trọng cũng gây xôn xao vì đã không tới dự lễ tang của cố chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Lê Đức Anh. Dù ông làm trưởng ban lễ tang và do ông trọng không xuất hiện nên ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực phải đảm nhiệm vị trí trưởng ban lễ tang đột xuất. Việc ông trọng không hiện diện tại đám tang những người từng thuộc hàng tứ trụ càng làm cho công luận tin rằng sức khỏe của ông này có vấn đề. Kể từ sau lần đột quỵ tại xứ Kiên Giang, nơi căn cứ cách mạng của bà X Nguyễn Tân Dũng hồi tháng 4 năm 2019, ông Trọng gần như không còn xuất hiện tại các sự kiện và buổi lễ diễn ra tại ngoài hội trường ở Phủ Chủ tịch nước. Ông chỉ xuất hiện rất hiếm hoi ở những lần mà chủ trì các cuộc họp ở văn phòng chủ tịch cũng như văn phòng tổng bí thư và lâu lâu cả tháng mới lên mặt lên mặt báo một lần gửi hoa chúc mừng hoặc một thứ gì đó gửi điện chúc mừng. Trong những tháng cao điểm của đại dịch virus Vũ Hán tại Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng được ghi nhận là không xuất hiện trước công chúng để chỉ đạo về những vấn đề liên quan đến đại dịch virus này. Và sự kiện gần nhất mà báo đảng đưa tin về người đứng đầu đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng điện đàm với ông Bân Nhang Vô, Vô Chích, Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Lào hôm 13 tháng 8 với hình minh họa ông Trọng nhiều lần nhiều phần trăm là ảnh dữ liệu chứ không phải là ảnh hiện thật của ông. Một nghị định của Chính phủ Cộng sản Việt Nam quy định Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước làm trưởng ban lễ tang của các lãnh đạo cao cấp. Đến nay thì công chúng không được biết tình trạng sức khỏe thật của Nguyễn Phú Trọng ra sao. Nhưng nhiều tin dò dỉ cho thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng ở trong bệnh viện 108 nhiều hơn ở nhà. Và nếu như được lúc nào sức khỏe tốt hơn thì ông sẽ ở nhà nhiều hơn là ở văn phòng trung ương. Ông ngồi hai ghế chiếm trệ và ăn hai lương béo bở nhất ở Việt Nam nhưng thực chất thì ông không hề làm những việc này trong những lúc ông tại vị mà phần lớn thì dùng ngân sách nhà nước để nằm ở bệnh viện ăn dưỡng. Đến nay thì công chúng không được biết tình trạng sức khỏe thật của ông Nguyễn Phú Trọng dù là chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thì diễn ra đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mạng xã hội dấy lên những suy đoán là ông Trọng đang tìm mọi cách để tiếp tục tại vị dù năm tới ông đã bước qua tuổi 77 và trong tình trạng bệnh tật ốm yếu như hiện nay. Dư luận cho rằng ông Trọng đã dọn đường cho việc này bằng cách cử ông Nguyễn Hồng Diên, một trong các phó ban tuyên giáo trung ương đưa phát ngôn trên báo Vietnamnet hồi tháng 5 năm 2020 trường hợp đặc biệt về tuổi như tổng bí thư trọng là hạnh phúc của đảng dân tộc. Đồng chí trọng là trung tâm của kết của đoàn kết của ban chấp hành trung ương để lãnh đạo tập thể bộ chính trị, ban bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành đất nước nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp như vậy. Thưa quý vị và các bạn, Đỗ Mười đã thao túng chính trường khiến cho Lê Khả Phiêu bị thất sủng. Ở trong một xã hội độc tài, những người có quyền lực tuyệt đối và lại được văn hóa bảo thủ phù trợ thì chẳng ai dám bảo đảm những hành động thái quá và cực đoan của họ là không bình thường. Vì sợ họ phạm thượng, mất hết quyền lợi hay bị theo dõi bỏ tù. Dưới đây là trích phần đỗ 10 thao túng Lê Khả Phiêu thất sủng trong chương 12, chương 4 tập một sách Việt Nam đổi mới hay treo đầu dê bán thịt chó của tác giả xuất bản cuối năm 2019 vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 2001 ngày đầu tiên và cũng là ngày đầu của thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ ba tờ Nhân dân đã đưa tin trên trang nhất ảnh đường kim ba cố vấn Bộ Chính trị Trung ương Đỗ mười Lê Đức Anh và võ văn kiệt tiếp Castro khi ông thăm Việt Nam tháng 12 năm 1995 nhân dịp kỷ niệm 42 năm cách mạng Cuba, 1 tháng 1 năm 1959, 1 tháng 1 năm 2001. Trong xã hội kín độc tài lại nặng tinh thần Á Đông, như khi một ánh mắt hay cử chỉ một hình ảnh còn tượng trưng và có ý nghĩa nhiều hơn là cả một bài dài, có lẽ việc đăng ảnh bà cố vấn ngay vào ngày đầu năm nay có phải là chuyện tình cờ mà là một cách bắn tin trong đảng và trong dân biết là ba nhân vật này trước sau vẫn còn quyền uy và quyền uy rất lớn tuy không còn giữ quyền lực trực tiếp nay tạm thời hòa lại và bắt tay với nhau cho một mục tiêu chung quan trọng sẽ diễn ra nhưng cho tới khi đó hầu hết trung ương chưa biết chuyện gì đã xảy ra sự xuất hiện bằng hình ảnh trước công chúng của ba cố vấn không chỉ trong dịp đầu năm 2001 mà còn diễn ra liên tục trong nhiều dịp khác nhau cho đến Đại hội 9 tháng 4 năm 2001. Cho tới nay người ta chưa biết vì lý do gì mà vì động cơ nào mà ông Kiệt lại nắm tay với hai ông Mười và Anh. Việc này có phải là chủ động từ phía Lê Đức Anh và đặc biệt là Đỗ Mười hay đã có sự đồng thuận của Võ Văn Kiệt ngay từ ban đầu? Hội nghị Trung ương 11 diễn ra đúng vào những ngày đầu của thế kỷ 21 và kéo dài từ tháng 7 đến từ ngày 7 đến 16 tháng 1 năm 2001 để tổng kết ý kiến đóng góp của đảng viên về dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội 9 và chuẩn bị bước vào vấn đề nhân sự Đại hội mở đầu diễn văn khai mạc. Lê Khả Phiêu ngỏ lời chào theo thứ tự Thưa các đồng chí cố vấn lên đầu, sau đó mới đến thưa trung ương. Nghĩa là vào thời điểm đó thì chuyện bà cố vấn đồng ý loại Lê Khả Phiêu chưa thực sự rõ ràng hay ít nhất là Lê Khả Phiêu đã tìm cách vận động quyết liệt, hy vọng sẽ trụ lại được để tiếp tục nắm chức tổng bí thư của đại hội sẽ diễn ra vài tháng sắp tới. Mặc dầu sau 10 ngày họp nhưng vấn đề nhân sự ở cấp cao nhất cho đại hội 9 vẫn chưa rõ ràng. Như thông báo của Hội nghị Trung ương 11 cho biết thì Ban chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận một bước và cho ý kiến tiếp tục chuẩn bị nhân sự để phiên họp sau hoàn thiện trước khi trình đại hội đảng Cộng sản Việt Nam. Giữa những ngày này thì Đỗ Mười Sông Sáo nhất có mặt trong nhiều dịp lễ và kỷ niệm quan trọng như cùng với Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh dự kỷ niệm 55 năm tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên 6 tháng 1 năm 1946, thăm hội Báo Xuân nhân dịp Tết Tân Tỵ đứng ngang hàng với Lê Cả Phiêu viếng lăng Hồ Chí Minh, thăm thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết cùng với Lê Cả Phiêu, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt tham dự meeting 71 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dự trao huy chương độc lập hạng nhất cho Ban Khoa giáo Trung ương, cùng với Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt dự hội nghị Trung ương 11 tháng 2 trong khi thì Lê Cà Phiêu chỉ gợi vòng hoa thì Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Viếng, Nguyễn Xuân Yêm, cựu Tổng bí thư Đảng Dân Chủ Việt Nam tại Hội nghị Trung ương 12, hội nghị cuối cùng của khóa 8. Đỗ Mười tham dự cùng với Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt. Tại đại hội 9, Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt tham dự chỉ vắng mặt Lê Đức Anh không những thế còn đi bên cạnh Lê Khả Phiêu vướng lăng Hồ Chí Minh. Cũng chính lúc Đỗ Mười sông sáo trong những dịp quan trọng như vậy thì Lê Khả Phiêu càng tỏ ra mất uy thế và tỏ vẻ bực bội. Trong diễn, diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 11 tháng 2 đến 13, 24 và từ ngày 13 đến ngày 4 tháng 3 năm 2001 thì Lê Khả Phiêu đã thay đổi thứ tự lời chào để thưa trung ương trước rồi tới thưa các cố vấn. Tờ Nhân dân đưa ảnh Lê Khả Phiêu có vẻ buồn bực trong diễn văn bế mạc. Lê Ê Khả Phiêu đã tóm tắt kết quả thảo luận đề án nhân sự cấp cao nhất. Bộ Chính trị đã trình Trung ương những kết quả bước đầu việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự, cung cấp cho Trung ương những tài liệu thông tin cần thiết. Tới hội nghị Trung ương 12 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị giới thiệu nhân sự như vậy là sau 12 hành ngày họp đề án nhân sự cấp cao mới cho đại hội 9 vẫn chưa có thông vẫn chưa được thông qua và nghĩa là ai sẽ giữ chức tổng bí thư cũng chưa rõ ràng dù đã quyết định là đại hội 9 sẽ diễn ra vào 19 tháng 4 năm 2001. Đáng chú ý nữa là theo thông báo của Hội nghị Trung ương 11 trên 2, sau khi Phó Bí Thư và Bí Thư Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương 6 lần 2, tức là nghị quyết chống tham nhũng nhiều nhân vật đã bị kỷ luật, thi hành kỷ luật, như các ủy viên trung ương đoàn văn kiện, tổng giám đốc tổng công ty than Việt Nam, Hoàng Đức Nghi, bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc miền núi, Hà Quang Dự, bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, hai tướng lãnh cao cấp khác là ủy viên bộ chính trị kiêm bộ trưởng quốc phòng là phạm văn trà và tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam lê văn dũng bị kỷ luật khiển trách có phải các nhân vật trên đã bị kỷ luật vì tham nhũng hay để tham nhũng diễn ra trong cơ quan thuộc thẩm quyền hoặc còn vì những lý do khác không được nêu rõ cần để ý là cũng trong thời gian này đồng bào thượng ở Tây Nguyên đang nổi dậy để nhiều nơi chống lại nhà cầm quyền và nhiều người đã chạy trốn sang Campuchia sau đó được cao ủy tị nạn Liên hợp quốc cho định cư ở nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ. Hội nghị trung ương 12, 7 đến 10 tháng 4 diễn ra 12 ngày trước đại hội 9 khai mạc, mãi khi đó đề án nhân sự ở cấp cao mới được giải quyết. Trong thông báo kết thúc đã viết giới thiệu đại hội xem xét bầu vào Bộ Chính trị Trung ương 9 thông qua chương trình làm việc quy chế bầu cử. Lê Cả Phiêu chỉ nói rất ngắn trong các diễn văn khai mạc và bế mạc hội nghị. Các ảnh đưa lên tờ báo Nhân dân cho thấy ông càng xa cách và bực bội dĩ nhiên phần nào mừng trong hai diễn văn này là ông vẫn đặt Trung ương lên trên. Các cố vấn các chứng tích công khai như sự có mặt thường xuyên và dồn dập của ba cố vấn, đặc biệt là Đỗ Mười, vào những tháng cuối trước khi đại hội 9 diễn ra, cách mà Lê Cà Phiêu cố ý đảo ngược thứ tự trong các diễn văn khai mạc và bế mạc vào hai hội nghị trung ương 11 trên 2 và 12 cận kề đại hội 9, thay vì từ thưa các cố vấn lên trên rồi mới thưa trung ương. Như trong hội nghị trung ương 11 trên 1 chuyển thành thưa Trung ương rồi mới tới thưa các cố vấn tại hội nghị Trung ương 11 trên 2 rồi tới những hình ảnh vừa buồn bực vừa xa cách trong hai hội nghị Trung ương cuối chỉ mới là bề nổi của trận cuồng phong chính trị đã được nạn nhân dù phải đắng cay ngậm quả bù hòn nhưng vẫn cố gắng làm như tình đồng chí. Nhưng thực tình thì trận cuồng phong chính trị đã nổ rất mạnh liệt giữa Lê Khả Phiêu và ba cố vấn, nhất là Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Không những thế, còn diễn ra rất căng thẳng với nhiều cựu ủy viên Bộ Chính trị và với hai đại thần chế độ là Võ Nguyên Giáp. Thưa quý vị và các bạn, trái với xã luận của tạp chí Cộng sản số 8 tháng 4 năm 2001 đặt tên rất kêu cho đại hội 9 là đại hội 8 chữ vàng và giải thích 8 chữ vàng đó là đại hội 9 là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới với tiêu ngữ đại hội tám chữ vàng cho thấy những người cầm đầu chế độ toàn trị không đếm xỉa gì đến thực không biết tự trọng và không nề hà tuyên bố biện đặt những điều không có thực trong khi một số nhà cầm quyền đang sâu xé thanh toán nhau bằng những thủ đoạn hạ cấp thì lại hô hoán không biết hổ thẹn bảo đấy là trí tuệ dân chủ đoàn kết và đổi mới tâm địa dựng lên dối trá rồi bảo đó là sự thực và sự thực thì lại bảo là giả dối. Đổi đen thành trắng lại được họ bảo đó chính là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo. Những cử chỉ không bình thường của Lê Phiêu chỉ mới như phần nổi của tảng băng tranh chấp quyền hành giữa những người đang cầm nắm quyền lực và những người còn uy tín chính trị mạnh ở cấp cao nhất trong chế độ toàn trị cựu ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tổ chức trung ương khóa 6 Nguyễn Đức Tâm đầu tháng 3 năm 2001 tức là 2 tuần trước khi họp hội nghị trung ương 11 trên 2. Hội nghị tới này được coi là số phận của Lê Cả Phiêu đã bị quyết định được nói là đã viết thư gửi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và ba cố vấn tố cáo các hoạt động của Đỗ Mười Lê Đức Anh nhằm loại trừ Lê Cả Phiêu. Trong thư này thì lộ ra bên ngoài, ông Tâm cho biết là đã khai triển thêm những gì ông đã trình bày cùng với một số cán bộ cách mạng Lão Thành. Với Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt thì ngày 24 tháng 2 năm 2001 từng là Ủy viên Bộ Chính trị và là trưởng ban tổ chức Trung ương nên Nguyễn Đức Tâm nắm hồ sơ các cán bộ cấp từ Bộ Chính trị, Ban Bí Thư tới Trung ương Đảng. Và trong thư ông kết án rất mạnh Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Những hoạt động gần đây của các đồng chí đó chính là đồng chí Đỗ Mười và đồng chí Lê Đức Anh xung quanh vấn đề nhân sự của Đại hội 9 đã làm tôi rất suy nghĩ rất nhiều nên tôi không thể không phát biểu ý kiến để đấu tranh với những các hoạt động mà tôi cho là vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tổ chức đảng là lộng quyền là đặt mình lên đảng. Tiếp đó, Nguyễn Đức Tâm đã dẫn chứng một số việc cụ thể trong việc chuyện sau Tết giữa ông Đỗ Mười vào ngày 6 tháng 2 năm 2001. Khi gặp tôi thì anh Mười, tức Đỗ Mười hỏi ngay Lê Đức Anh cho người thông báo với anh. Anh có ý kiến gì? Tôi nghĩ ngay là hai người đã bàn bạc với nhau và phân công nhau đi thông báo. Tôi trả lời là Tôi nghe qua như thế còn phải tìm hiểu thêm rồi mới có ý kiến được. Anh mười nói ngay rõ ràng rồi, còn phải tìm hiểu gì? Có gì không rõ sao không hỏi mình? Thế mình hỏi anh phân tích phê phán những sai trái về quyết định thành lập A10. Sau đó anh đưa cho tôi một bản dài 7 đến 8 trang bảo tôi xem đi rồi nói chuyện. Bản này có những báo cáo về hoạt động và nhận xét về ba người Đặng Thị Thu Hà, Vũ Thị Dung và một người nữa tôi không nhớ tên với ý chính là Thu Hà bám rất chặt vào đồng chí Lê Cả Phiêu mà Thu Hà lại quan hệ chặt chẽ với Thị Dung và người thứ ba nữa, người này chính là tình báo, một là tình báo của Đức ghi chú. Bản báo cáo này không đề ngày tháng, không nói nguồn những tin đã cung cấp, cũng chẳng nói do ai gửi và gửi cho ai. Tôi nghĩ tài liệu này là vô giá trị. Tiếp đó thì Đỗ Mười đưa cho tôi xem một số hình ảnh cũng nói là ảnh thu thập được từ báo nước ngoài. Lê Đức Anh thì khoảng 16-17 tháng riêng năm 2001 có đồng chí Son, thư ký riêng của anh đến gặp tôi để thông báo về quyết định thành lập A10 và nói đây là vi phạm nguyên tắc của Đảng và vi phạm pháp luật của nhà nước và không thông báo cho tôi về báo cáo của Lê Đức Anh với bộ chính trị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung cuộc vận động là đả kích nhằm buộc tổng bí thư phải từ chức và thậm chí là bị kỷ luật trước đại hội trong khi bộ chính trị trung ương Đảng chưa có nhận xét kết luận gì về tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần cuối thư bộ chính trị và trung ương Đảng, cựu ủy viên bộ chính trị kiêm trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Đức Tâm còn nhắc lại một số cựu cán bộ cao cấp tố cáo Lê Đức Anh nhiều vấn đề từ thời của Lê Đức Thọ và trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Văn Linh khi làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và cả sau này làm tổng bí thư nhưng đều bị những người có quyền lực vứt vào sọt rác. Cũng vào thời gian này thì có tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại thần của chế độ đã 90 tuổi đang nghỉ dưỡng tại Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng viết thư cho Tổng Bí thư Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và ba cố vấn. Thư này đề ngày 8 tháng 3 năm 2001, chỉ sau thư của Nguyễn Đức Tâm một tuần, Nghĩa là cũng đúng vào dịp chuẩn bị hội nghị trung ương 11 trên 2, trong đó số phận của Lê Khả Phiêu được quyết định, cũng như thư của Nguyễn Đức Tâm, thư của Võ Nguyên Giáp cũng thoát ra bên ngoài. Thư là cách cho biết nếu chỉ gửi nội bộ thì thư sẽ bị vứt vào thùng rác và một đoạn trong thư đã chỉ trích rất nặng nề những nhân vật đang vận động lật Lê Khả Phiêu. Trong lúc Trung ương đang tiếp tục chuẩn bị cho đại hội thì ở nhiều nơi trong đảng trong cán bộ, bộ đội và nhân dân đang rộ nên những tình hình rất bất thường, lo lắng xôn xao về vấn đề nhân sự, về tình hình mất đoàn kết ở ngày cấp cao, có những việc cơ mật trong nhà nước, biết là bên ngoài đã hay. Người ta bàn tán ngay ở cấp cao của đảng và có hiện tượng phê phán đã kích nêu lên một nội dung cụ thể phê phán Tổng Bí Thư, thậm chí có dư luận cho rằng có sự lũng đoạn cá nhân có mưu đồ đạo tránh trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa bao giờ trong Đảng lại có tình hình bất thường như vậy, tôi thực sự lo lắng và được biết nhiều đồng chí lão thành cách mạng kể cả trong quân đội cũng hết sức lo lắng về vấn đề chính trị. Tôi mong rằng Bộ Chính trị Trung ương làm đúng theo lời của bác nêu tấm gương trong đảng kiên quyết đấu tranh chống mọi hiện tượng cá nhân chủ nghĩa bè phái nếu cứ để cho tình hình phức tạp diễn ra như hiện nay lại không ngăn chặn được tệ nạn tham nhũng, thoái hóa biến chất trong bộ phận không ít đảng viên thì đây là một nguy cơ làm suy yếu đảng cực kỳ nghiêm trọng. Tôi đề nghị nhân sự cấp cao phải hết sức cân nhắc thận trọng, không để xảy ra sự xáo trộn bất thường làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, quân đội sao xuyến lo lắng, bạn bè quốc tế thì khó hiểu, kẻ thù lợi dụng cuối thư thì tướng giáp đi thẳng vào đề nghị nên bãi bỏ bàn cố vấn trong một lần gặp nhau vào dịp tết đỗ mười nói với tôi rằng sắp tới sẽ xin thôi cố vấn vì đã nhiều tuổi rồi tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đỗ mười tôi thấy đảng ta đã trưởng thành và các đồng chí đủ năng lực để đảm bảo những trách nhiệm vì vậy đề nghị từ nay nên thôi chế độ cố vấn đó cũng là ý kiến đề nghị của nhiều đảng viên và đảng bộ cấp cơ sở. Việc bà cố vấn bắt tay nhau hạ bệ Lê Khả Phiêu và phản ứng ở trong đảng bất bình với việc làm của bà cố vấn, nhất là những cựu ủy viên bộ chính trị và cựu cán bộ cấp cao tiêu biểu là thư của tướng Võ Nguyên Giáp và cựu trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Đức Tâm đặt ra nhiều câu hỏi và nhiều giả thuyết có phải do tính đa nghi nên Lê Khả Phiêu lập cơ A10 để kiểm soát nội bộ đảng trung ương đảng đặc biệt là cả bàn tổ bàn cố vấn về những nhân vật chống đối lê khả phiêu trung ương là động cơ chính trị và cố vấn loại tướng phiêu hay còn cả việc lê khả phiêu để lộ quá rõ dùng lá bài bắc kinh để xây dựng quyền lực Việc này thể hiện công khai qua nhiều việc như ngăn cản chuyến đi Việt Nam đầu tiên từ sau chiến tranh Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có hèn suốt nửa năm. 9,99 tới tháng 3 năm 2000 và hủy bỏ chuyến đi của Đồ Đốc Ba Lai Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ mùng 1 tháng 1 năm 2001 nhưng lại tiếp tục Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Trì Hảo Điền tháng 2 năm 2001 dẫn tới tranh cãi gây gắt giữa phe miền Nam với Lê Cả Phiêu cũng vào thời gian này. Câu hỏi quan trọng là khác là động cơ nào khiến cho Võ Văn Kiệt đã thỏa hiệp với hai đối thủ cũ Đỗ Mười và Lê Đức Anh để hạ bệ Lê Khả Phiêu Chắc chắn đây không phải là vì động cơ lý tưởng Cộng sản. Động cơ chính trị ở đây cũng do ông Kiệt có lẽ là để trả thù lại với Lê Cả Phiêu vì ông này đã từng đi đầu mặt sát và kết án các quan điểm trong thư của Võ Văn Kiệt gửi cho Bộ Chính trị 9 tháng 8 năm 1995. Nên nhân cơ hội này Võ Văn Kiệt cũng muốn loại ông Lê Khả Phiêu Người cực kỳ bảo thủ cả trong kinh tế dưới mắt của ông Kiệt Để ủng hộ phe cánh miền Nam với mục đích là giữ vững một phần quyền lực trong bộ chính trị Đại hội 9 trước mắt Vì ngay tại Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh Cuối năm 2020 thì chính Lê Khả Phiêu đã kết án và chụp mũ rất thậm tệ Đảng bộ lớn nhất miền Nam nơi có nhiều vây cánh của ông Kiệt đã đang ngấm ngầm đi với tư bản. Trong các xã hội dân sự đa đảng và đa nguyên, những câu hỏi này nếu không được giải đáp công khai toàn bộ thì ít nhất những nguyên do sẽ phải được công khai giải thích từ các nhân vật cấp cao. Không chỉ giấu dân Họ còn tìm cách ém nhẹm cả với đảng viên, xem xét tiểu lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam một quy chế về tổ chức và hoạt động của một đoàn thể. Ở đây có một chính đảng, nó có giá trị mang tính cưỡng bách cho các đảng viên. Bất kể ở một vị thế nào, Ban Cố vấn Trung ương Đảng được thành lập từ Đại hội 6 năm 1986. Tuy trên danh nghĩa chỉ là giúp cố vấn, tham gia các ý kiến bộ chính trị trung ương và bộ chính trị chứ không trực tiếp vào các hoạt động và quyết định của các cơ quan cao nhất của đảng nhưng trên thực tế có một số lý do khiến cho những người cố vấn này trong thực tế trở thành các thái thượng hoàng như dưới triều đình của nhà trần coi các tổng bí thư và ủy viên bộ chính trị như con chó trong nhà và lý do dễ hiểu nhất là các cố vấn đầu tiên như trường trinh phạm văn đồng lê đức thọ là những nhân vật sáng lập chế độ đã đóng góp công lao lớn vào việc cướp và nắm chính quyền cho đảng nên quá nổi trội cầm quyền trong nhiều thập kỷ khi đó thì nguyễn văn linh đỗ mười và võ văn kiệt chỉ mới là các tiểu tướng tay em mà thôi hay yếu tố khác đóng vai trò tích cực trong vai trò nổi bật của các cố vấn ấy là nêu yếu tố tổ chức và văn hóa. Hệ thống tổ chức độc tài dựa trên nguyên tắc trên bảo dưới phải nghe và văn hóa khổng giáo Á Đông, ăn quả như kẻ trồng cây và kính lão đắc thọ khiến cho những người vừa được chỉ định vào chức vụ mới của Bộ Chính trị khiến cho những người vừa được chỉ định các chức vụ này và các ủy viên Bộ Chính trị thường đều giữ thái độ kính nể các ông cố vấn. Vì thế thì theo Võ Văn Kiệt thì tuy những vị này không còn giữ chức quyền trực tiếp trong đảng và chính phủ nhưng quyền uy của họ thì còn rất lớn. Các sự kiện này chứng minh rõ ràng rằng quyền lực đã biến thái con người, có quyền đã tự biến thể và tự chuyển biến thành một con người khác do quyền lực sai khiến và từ tư duy chống phong kiến chống độc tài chống các hình thức tra truyền con nối coi công việc nước và các chức vụ như chuyện riêng tư cá nhân nhưng những người cộng sản nắm quyền lực lâu đã trở thành người tù quyền lực và họ đang theo đuổi và thực hiện những gì mà ban đầu họ từng chống đối họ độc tài phong kiến hơn cả các vua chúa tuy không còn nắm quyền lực nhưng họ lại có những quyền lực như những thái thượng hoàng chọn người kế vị dễ sai bảo để đứng sau giật dây họ ham muốn quyền lực và để cho quyền lực sai khiến họ tâm trạng chuyển biến này thường phát triển tuần tự từ thời gian họ nắm quyền hành cùng với các mức độ quyền hành họ nắm được càng có quyền lực cao và càng nắm quyền lâu thì sẽ tạo ra cho họ một thói quen mới hoàn toàn khác với con người ban đầu Chế độ toàn trị đã nắm quyền từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước và nhiều người trong thành phần lãnh đạo đã nắm quyền bính liên tục 20 đến 30 năm cho nên họ có những thói quen mới, tập quán mới, từ đó tạo ra những thái độ mới và tư duy khác hoàn toàn, trái với thủa ban đầu trong con người của họ trong các chế độ độc tài cá nhân hay đảng trị, quyền lực làm biến dạng người nắm quyền và từ đó biến dạng chế độ. Đây là một quy luật lịch sử từ đông sang tây, từ cổ chí kim. Riêng với Đỗ Mười thì phải kể thêm yếu tố trình độ học vấn và bệnh tâm thần của ông. Nếu theo dõi những hoạt động của Đỗ Mười từ những năm 1975 trên nhiều lĩnh vực ông phụ trách như phó thủ tướng kiêm trưởng ban cải tạo Trung ương miền Nam. Thủ tướng, Tổng bí thư và Cố vấn Trung ương Đảng nổi lên điểm chung lớn và cực kỳ bảo thủ, võ đoán, cực đoan, niềm tin như đóng đinh vào cột. Những tuyên bố công khai của ông về Đảng không Cộng sản vào giai đoạn 1945 và cách xử thế với những người dưới cho thấy Đỗ Mười không đủ năng lực để nhận diện, phân tích và giải thích chính xác khách quan một sự việc đã đánh mất khả năng tự kiềm chế, không phân biệt được danh giới, chỉ hành động theo bản năng. Đây là những tín hiệu của những người thiếu học. Vấn và nguy hại hơn nữa là không còn biết nhận thức danh giới giữa hành động cho phép và không được phép, cũng như sự khác biệt giữa riêng và công. Một người hầu như không có trình độ học vấn và mang tâm bệnh như vậy là một vấn đề giao nắm nhiều chức vụ quan trọng cả trong đảng vẫn nằm ở trong chính quyền kể cả mấy thập niên đóng vai cầm trịch đảng và chính phủ và cả nhiều năm làm cố vấn tổng cộng lại cả nửa thế kỷ một người có quyền lực và quyền uy bao trùm đảng và nhà nước cả nửa thế kỷ thậm chí cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Tâm đã phải gọi những mưu đồ và hành động của Đỗ Mười và Lê Đức Anh là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức đảng là lộng quyền là đặt mình lên trên đảng. Còn cựu đại thần Võ Nguyên Giáp thì kết luận là có sự lũng đoạn cá nhân, có mưu đồ bảo đảo chính và chưa bao giờ trong đảng có tình hình bất thường như vậy và hai nhân vật này đã từng làm việc với Đỗ Mười và Lê Đức Anh hàng vài chục năm nên hẳn hiểu rõ được khả năng, tính khí và sức khỏe về lãnh vực tâm thần của Đỗ Mười như thế nào. Các nhận xét này phản ánh rất chính xác về con người thực đầy bệnh hoạn nhưng lại đầy quyền lực của Đỗ Mười. Tuy vậy thì cả ban chấp hành trung ương lẫn trung ương Đảng vẫn phải chịu những mưu đồ và áp lực của ba ông cố vấn. Người chủ mưu là Đỗ Mười. Trên những thế sau khi thành công trong việc hạ bệ Lê Khả Phiêu, quyền uy của Đỗ Mười càng mạnh, chọn nông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư như con cờ trong tay và tiếp tục lộng hành cả thập niên. Tiếp theo thì một người có tầm vóc kiến thức quá thấp lại bệnh tâm thần nặng mà lại quán xuyến trọng trách của đảng lẫn nhà nước và trực tiếp và gián tiếp suốt cả nửa thế kỷ thì dĩ nhiên cả chế độ lẫn đất nước sẽ rơi vào tê liệt trong mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội đồng thời còn rơi vào nhiều sai phạm khủng khiếp như phong trào đánh đổ tư sản mại bản ở miền Nam do ông làm trưởng ban sau năm 1975 đánh tan hoang hệ thống kinh tế tư nhân. Đôn đốc quốc doanh ở miền Bắc trước năm 1975 và lập hệ thống doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo sau năm 1975 trong tư cách Tổng Bí Thư tham dự hội nghị bí mật thành đô năm 1990 buộc đảng lôi cả nước phải thuần phục Bắc Kinh ngăn cản Phan Văn Khải sớm ký hợp định thương mại với Mỹ và ép nông đức mạnh không để Việt Nam tham gia sớm WTO. Các sự kiện này đã chứng minh cho cơ chế tổ chức và vận hành của một chế độ toàn trị tạo những cơ hội rất tốt để cho các hoạt động độc tài, lạm dụng quyền lực, dùng nó để phục vụ cho những tham vọng điên rồ cả một thời gian rất dài. Stalin đã cai trị Liên Xô trên 30 năm, giết hại nhiều đồng chí và đối thủ chính trị, đầy ải và giết hại bao nhiêu là triệu người, chưa kể là tới việc mở rộng đế chế nga sang đông âu mao trạch đông cũng đã độc quyền đảng lẫn nhà nước trên một phần tư thế kỷ trong thời gian đó cũng đã tiêu diệt các đối thủ chính trị trong đảng điên rồ phát động cải cách dụng đất cách mạng văn hóa công xã nhân dân giết hại hàng chục triệu người dân trung quốc phá hủy văn hóa và đạo đức phung phí sức lực dân và tài nguyên của đất nước thưa quý vị và các bạn những người bị bệnh tâm thần ở việt nam thuộc giới thường dân thì bị bỏ rơi coi như là đồ điên rồ không được chữa trị và chăm sóc nhưng trong giới nắm cầm quyền thì những nhân vật này nếu bị tâm thần lại mặc nhiên coi như người bình thường và điều này có thể hiểu dưới nhiều mặt khác nhau thì kiến thức về bệnh trạng tâm thần còn rất sơ sài ở nhiều giới phương tiện y khoa để quan sát và trần đoán chữa trị còn rất giới hạn nên không rõ như thế nào là người đang mang bệnh tâm thần khác với người bình thường ở những mức độ như thế nào. Tới đầu sẽ được coi là nguy hiểm và các người chung quanh và cộng đồng. Ở trong những xã hội độc tài những người có quyền lực tuyệt đối lại được văn hóa bảo thủ phù trợ thì chẳng dám bảo những hành động thái quá và cực đoan của họ là bất bình thường vì sợ phạm thượng mất hết quyền lợi hay bị theo dõi, bỏ tù. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi